Chàng trai phê phán hai bạn trẻ mượn biệt thự người khác sống ảo khiến dân mạng chia hai luồng ý kiến tranh cãi. Theo đó, người đàn ông đang lái ô tô trên đường thì vô tình nhìn thấy một chiếc xe máy đậu bên lề đường nhưng không thấy chủ nhân. Sau khi quan sát hai bên thì phát hiện hai bạn trẻ đang đứng trước cửa một căn biệt thự cao cấp, một tay nắm vào tay nắm cửa, quay mặt ra ngoài tạo dáng. Một người đứng bên ngoài canh góc để chụp hình sống ảo. Trước hành động của hai người bạn trẻ, người đàn ông bất lực lắc đầu, buông ra một câu than thở. TikTok ít thôi. Đi xe máy đến đây đỗ xuống để đi vào mở biệt thự. Tuy nhiên, ngay sau khi tiếng thở dài đầy chán nản, một số người đã tỏ thái độ không đồng ý và lên tiếng chỉ trích người đàn ông. Mọi người cho rằng người đàn ông cũng đang quay TikTok nên không thể đánh giá người khác đam mê sống ảo. Đồng thời, việc hai người bạn trẻ cũng chỉ quay phim chụp ảnh, không gây ảnh hưởng đến ai nên người đàn ông cũng không thể phê phán hành động của họ. Thế nhưng sau đó lại có người ủng hộ quan điểm của người đàn ông, cho rằng giới trẻ đang sống ảo và tìm cách để sống ảo thay vì sống thực với những gì mình đang có. Một số ý kiến được mọi người để lại. Ủa, người ta chụp hình thôi mà sao cứ phải làm khó vậy? Chụp xong về chỉnh sương sương, sau đó họ đăng lên mạng kiểu mình đã kiếm được 200 triệu một tháng và tự mua nhà ở tuổi 22 như thế nào? Chụp xong bức hình quay lại bị nhảy mất con xe, chắc tôi cười xỉu luôn quá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.